thì Tiên đang ở trong lounge và chuẩn bị đáp chuyến bay đi Thái. Sau khoảng 3 năm thì Tiên đã trở lại Thái Lan và lần này sẽ đi với lại các bạn nhân viên ở trong công ty. Hẹn gặp lại mọi người ở Thái Lan. Welcome to Thailand. Welcome to Bangkok, Bangkok, Bangkok. Sawadika. Ấy hôm vừa trước mình đi mình cũng Sawadika rồi. Sawadika. Hiện tại thì Tiên đang ở sân bay Bangkok và chuẩn bị bắt Grab về tới apartment. Thì lát nữa về tới khách sạn thì Tiên sẽ cho mọi người xem. Thì Tiên đã đến cái apartment này rồi. Bây giờ Tiên sẽ làm cái room tour cho mọi người xem nha. Thì đây là cái cổng ra vào. Thì đi vào đây nó cũng rất là đơn giản. Nó là một cái bàn, xong rồi cái sofa. Rồi đây là cái phòng của Tiên. Ok, bye bye. Và đây là cái toilet. Thì Tiên có thay ra cái quần này mặc cho nó thoải mái. Và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn. Chắc là sẽ đi ăn ở Siam. Thì sẽ dẫn mọi người. Bên, tụi mình đã đến chỗ ăn rồi. Tiên hiện tại đang ở Siam Paragon và ăn đồ Thái Lan. Thì lấy thử đồ ăn ra thì em sẽ quay cho mọi người xem nó như thế nào nhé. Không hả? Nhưng mà người ta hay nói á là you save the best for last. Thôi anh đừng có xạo đi. Nên hôm nay đi Thái, Tiên thích cái gì Tao sẽ không thì mua. Tiên sẽ cứ thích. Ok, chọn gói nè. Không, lát á, anh nói rồi. Hôm nay em đi, em chọn cái gì á, em chọn đi rồi anh mua cho. Yeah, ok. Đang là tháng của LGBT cho nên là kiểu support LGBT là Thái đã giải cái giải màu này khắp Siam luôn mọi người, siêu đẹp. Hiện tại thì Tiên đang ở một cái chỗ bán đồ gọi là ASAP, tức là bán rất là nhiều local brand ở Thái Lan á mọi người. Và giống mô hình của Tiên đang làm hiện tại thì Tiên thấy nó rất là hay. Và đây là một những tương lai thì Tiên sẽ làm cái store nó sẽ bự như vậy, cho nên là đang rất là mong chờ vào dự án của mình. Đây là cái bánh đồ lệch rất nổi tiếng. Rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Nếu mà mọi người không biết á thì đây là một trong những cái bánh ngon nhất. Kẹp đi. Wow. Mình đang ở Chinatown. Mình đang mặc cái áo mới
không có chỗ ngồi mà ngồi nên là đó, phải đu bám. Đu bám. Good morning. Hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Bangkok và bây giờ thì Tiên mình đang chuẩn bị để đi ăn sáng thì đang đi subway. So sánh với giá mà đi BTS với lại Grab thì ra là nếu mà đi đông thì không chênh nhau mấy, còn nếu mà đi ít người thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nếu mà các bạn đi đông thì khá là bằng nhau. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn ở một cái chỗ mà Tiên rất là hay ăn ở Thái Lan. Ok, let's go. Vừa Linh đã đi làm á. Tiên đã đến cái chỗ ăn đi xong rồi, và đây là cái chỗ mà Tiên khi nào cũng đi. Khi mà Tiên đi Thái Lan, nó đi làm trong đêm xong rồi. Bây giờ tụi mình đang đợi ngoài. Thì tụi mình đã ăn xong rồi, bây giờ Tiên đang ở Icon Siam. Thì là Icon Siam là một cái mall cực kỳ lớn ở Thái Lan luôn mọi người. Kiểu mỗi lần mà Tiên đi tới Bangkok là kiểu Tiên đi tới mall này mà Tiên đi vẫn chưa hết luôn. Nó quá là bự nhưng mà có rất là nhiều đồ đẹp và có thể mua được. Bạn nào chưa bây giờ tới Bangkok mà muốn thử xem là có cái shopping mall nào mà đẹp thì Tiên thấy Icon Siam là một chỗ các bạn phải nên đi. Đồn hay không. Tối nay thì tụi mình tính đi chợ Chợ Tu Chạc để xem coi là có gì ăn uống cũng như là mua mấy cái đồ vui vui. Ok. Hiện tại thì Tiên đang ở chợ Chợ Tu Chạc. Rất là nóng mọi người, thời tiết nó còn nóng hơn Việt Nam nữa. Nhưng mà bây giờ Tiên đang ngồi đợi đã được làm massage chân. Tụi mình đi nãy giờ cũng rất là nhiều, tụi mình qua tới giờ là bây giờ massage một chút cho nó có tinh thần đi tiếp. Thì Tiên mới đi ăn về và bây giờ sẽ remove makeup để chuẩn bị đi ngủ cho ngày mai. Mai tụi mình sẽ đi museum, đi một cái triển lãm rất là đẹp ở Thái Lan. Nhưng mà mai Tiên sẽ vlog lại cho mọi người nha. Bây giờ Tiên sẽ đi remove makeup và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye. Good morning. Hôm nay là ngày thứ 2, thứ 3 thì ở Thái Lan và bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng và sau đó thì mình sẽ đi một cái bảo tàng rất là đẹp ở Bangkok, có tên là Moca. Thì cái bảo tàng này ở Chicago cũng có rồi, nó là Museum of Contemporary Art đó mọi người, nó cũng rất là nổi tiếng ở worldwide. Thì lấy nữa Tiên sẽ quay cho mọi người xem là hôm nay đi cái bảo tàng như thế nào nhé. So let's go. Thì Tiên đã
tới trong lần 21 rồi mình sẽ tìm tiếng Anh cơm và Hải Nam. Thì một phần như vậy á mọi người, ở Việt Nam thì không nhớ là quýt con nó tầm bao nhiêu tiền, nhưng mà ở đây tiền đang ăn đó, là nó có 32 bạc làm như tầm 20 ngàn Việt Nam á. Tôi đang suy nghĩ là tại sao nó rẻ như vậy luôn á. Một phần cũng nhiều lắm nha, gà, cơm, rồi súp, mang lô. Này là bánh mì chấm với pandan đó mọi người. Pandan là gì? Pandan là lá dứa hả? Sốt đúng rồi, lá dứa. Đúng rồi, sốt lá dứa. Trên là nó có một cái salad. Wow. Không. Thì Tiên đã về đến Việt Nam rồi. Và sorry mọi người rất là nhiều là ngày cuối cùng kể lại một câu chuyện thì nó rất là dài, nhưng mà tụi mình mém nữa bị trễ máy bay, cho nên Tiên phải kiểu chạy và không có một cái thời gian nào mà quay cái ngày cuối cùng luôn. Cho nên là bây giờ về tới Việt Nam rồi mới có thời gian quay cho mọi người. Thì Tiên cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã coi hết cái video vlog lần này, và hẹn mọi người một cái vlog ở tuần sau. Tiên cũng sẽ đi du lịch tiếp nhé. Ok, bye.